Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế kỷ 22. Muốn biết được mình có thai chưa, chỉ cần chạy ra hiệu thuốc mua ngay một que thử thai là bạn đã biết rồi. Nhưng người Ai Cập cổ đại, họ làm cách nào đã biết được mình có thai hay chưa? Bật mí cho các bạn biết, họ có một cách thử thai vô cùng đặc biệt, thậm chí là còn biết được đó là nam hay nữ nữa đấy. Vậy người Ai Cập cổ đại đã làm cách nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bạn nha. Top 7 những khám phá nổi bật về Ai Cập. Hầm mộ ở Saqqara. Hiện tại, số lượng quan tài chứa đầy xác ướp được tìm thấy trong một loạt các hầm mộ ở Saqqara. Ai Cập đã nâng dần từ 13 chiếc vào tháng 9 lên đến 59 chiếc vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020, là hơn 100 chiếc quan tài. Dự kiến con số này vẫn sẽ tiếp tục tăng chứ không lên xuống đột ngột như giá vàng. Trong hầm mộ, người ta còn tìm thấy 40 bức tượng mô tả vị thần Bata Shocker. Vị thần này là sự kết hợp của Bata, thần của Memphis và Shocker, là thần của Saqqara. Ngoài ra, còn có 20 hộp gỗ khắc họa Horus, một vị thần của bầu trời Ai Cập có đầu chim ưng. Kèm theo đó là hai bức tượng bằng gỗ được khắc tên Phnomus, mà các nhà khoa học bó tay không biết nó là ai trong thời cổ đại. Nhiều bức tượng nhỏ của Sapti cũng được tìm thấy ở khu hầm mộ này. Người Ai Cập cổ đại tin rằng Saptis đóng vai trò như là người hầu cho những người đã khuất ở thế giới bên kia. Tất cả chúng được cho là có niên đại từ khoảng năm 712 trước công nguyên đến năm 30 trước công nguyên. Trong khoảng thời gian này, Ai Cập cổ đại đã bị chiếm đóng và kiểm soát bởi các nhóm người nước ngoài như là người Assyria, người Ba Tư và người Hy Lạp. Hiện tại thì khu hầm mộ này vẫn luôn đang được quan tâm và theo dõi. Hầu hết mọi người đều hy vọng là có thể tìm được thêm nhiều xác ướp và hiện vật ở đây. Còn ước muốn tìm được bao nhiêu thì hẳn là càng nhiều càng tốt rồi, đúng không nào? Chòm sao bí ẩn. Tháng 11 năm 2020 vừa qua, khi các nhà khảo cổ học trùng tu một ngôi đền Ai Cập cổ đại đầy bộ hóng, đã tìm thấy một số chòm sao Ai Cập cổ đại trước đây chưa từng được biết đến. Trong đó, phải kể đến là chòm sao được gọi là Abedu Enra, vị thần mặt trời của Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, phần chữ viết mô tả chòm sao này dường như không trùng khớp với bất kỳ chòm sao nào đã biết trước đây. Chưa kể đến việc người ta cũng không tìm thấy hình đi kèm nào về chòm sao mà người Ai Cập đặt tên này, nên việc đối chiếu rất khó khăn. Thậm chí, trên các bức họa còn khắc lại một chòm sao bí ẩn khác được thể hiện dưới hình dạng của một xác ướp. Có lẽ các phương tiện thô sơ đã khiến người Ai Cập định hình chưa hoàn chỉnh về những chòm sao trên bầu trời, nên chúng ta mới không xác định được những chòm sao này. Cũng có khả năng họ đã tìm ra những thế giới ngoài hành tinh mà chúng ta chưa từng biết đến. Không thể không nghi ngờ được, đúng không nào? Quay lại một chút về ngôi đền đặc biệt này. Nó là một công trình rất vĩ đại, nhưng hiện chỉ có phần sảnh trước được phục hồi. Đó là một cấu trúc lớn bằng sa thạch, được hỗ trợ bởi 21 cột trụ và 18 cột trang trí. Tất cả đều được phủ kính tranh và phù điêu sơn bằng màu thực vật. Một công nghệ vượt thời gian và đáng nể của người Ai Cập. Ước tính niên đại của ngôi đền là 2.000 năm. Việc xây dựng và trang trí toàn bộ đền cổ có thể mất khoảng 200 năm. Hầu hết, các phù điêu thiên văn được tạo ra ở khu vực trần nhà và hiện vẫn chưa rõ làm cách nào mà người thợ Ai Cập cổ đại có thể tạo nên những bức tranh tinh xảo ở vị trí chơi vơi và cao đến 15 mét như thế. Bạn nghĩ sao? Bí ẩn trong tượng giáp vàng. Ba bức tượng đẹp nhưng trùng rợn này đã được tìm thấy từ 400 năm trước trong một ngôi mộ ở Saqqara thuộc Ai Cập cổ đại. Được phủ ngoài bằng thạch cao và vàng ròng cực kỳ hiếm có khó tìm ở vùng đất kỳ bí này. Tuy nhiên, không đơn giản là nó chỉ có vẻ ngoài độc đáo. Nhờ sự trợ giúp của máy CT, người ta phát hiện ra rằng ba bức tượng này thật ra là dạng xác ướp chân dung phủ vữa cực kỳ hiếm thấy ở Ai Cập. Nói cách khác, nó không hoàn toàn là xác ướp và được chôn cất trong một nghi lễ đầy bí ẩn. Trong lớp thạch cao là xác ướp của người đàn ông khoảng 25 đến 30 tuổi, cao 1m63 và có dấu hiệu bị hư hại. Có lẽ đã bị kẻ trộm mộ mở ra, nhưng vì phát hiện nó chứa xác người nên chúng bỏ nó lại. Hai bức tượng còn lại chứa một xác ướp người phụ nữ khoảng 30 đến 40 tuổi, cao 1m51, bị viêm khớp ở đầu gối trái. Người còn lại là thiếu nữ chỉ mới 17 đến 19 tuổi, cao 1m56, có cài một chiếc kẹp tóc quý giá. Cô còn có một khối u máu ở cột sống. Tuy nhiên, cả ba đều có chung một đặc điểm, đó là nội tạng của họ vẫn còn được giữ nguyên trong cơ thể. Trong khi,
thủ tục ướp xác truyền thống của Ai Cập yêu cầu phải loại bỏ nội tạng ra khỏi cơ thể trước khi tẩm ướp hóa chất, vì sự phân hủy của nội tạng có thể làm hỏng xác ướp. Trong khi ba người này không được tẩm hóa chất ướp xác mà được bảo quản bằng một hỗn hợp hút ẩm. Toàn bộ cơ thể và những vật bồi tán của họ đều được trát vữa thạch cao, biến thành những bức tượng mang thi thể. Bên trên lớp thạch cao được vẽ và điêu khắc 3D, thể hiện chân dung của người chết. Cuối cùng, người ta dát vàng lên một số chi tiết để bức tượng xác ướp thêm phần lộng lẫy. Theo các nhà khảo cổ, cách an táng trên và những đồ trang sức mang theo người cho thấy họ phải thuộc tầng lớp cao trong xã hội lúc bấy giờ, có thể là những quý tộc. Tuy nhiên, vì sao họ được chôn cất theo kiểu lạ lùng này chứ không ướp xác theo kiểu Ai Cập truyền thống thì vẫn còn là một bí ẩn chưa ai trả lời được. Trẻ em rất quan trọng. Người phương Tây có câu nói, phụ nữ, trẻ em, con chó rồi đến đàn ông, có thể nói về thứ tự ưu tiên trong xã hội. Người Ai Cập cổ đại cũng giống vậy, tuy nhiên có lẽ trẻ em mới là đối tượng được ưu tiên nhiều hơn ở thời đại này. Thậm chí, người ta còn có cả một bộ luật xã hội để bảo vệ trẻ em và bảo vệ quyền của chúng. Các quy định của bộ luật này được cho là nghĩa vụ đạo đức và xã hội của các gia đình, cũng như mọi thành phần trong xã hội trong việc chăm sóc trẻ em và cho chúng quyền được học tập, vui chơi. Không phải con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Ở Ai Cập thời cổ đại, người cha chịu trách nhiệm giáo dục con cái của họ và cả con cái của những người khác. Nếu có dạy hư con, thì người cha chính là những người phải chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra, trẻ em ở đây được hưởng đầy đủ các quyền và được sống trong một xã hội cung cấp cho chúng tất cả sự giáo dục và giải trí mà chúng cần. Một đứa trẻ không được phép học bất kỳ nghề thủ công nào cho đến khi nó đủ tuổi trưởng thành. Việc chính của chúng chỉ có ăn, ngủ, chơi và học mà thôi. Quá sướng đúng không nào? Cách thử thai. Ngày nay, nếu muốn biết mình hay là bạn gái mình có dính bầu hay không thì chỉ cần ghé ngang tiệm thuốc mua một que thử thai thì chỉ cần vài ba giây chúng ta đã có kết quả rồi đúng không nào? Tuy nhiên, nếu ngược về 3.500 năm trước thì người ta sẽ làm cách nào để xác định nhỉ? Rất đơn giản à nha. Một tờ giấy cói từ thời Ai Cập cổ đại mới được phát hiện cho thấy những hướng dẫn bằng chữ tượng hình về cách người phụ nữ có thể biết mình có thai hay không bằng cách đi tiểu vào một túi lúa mạch và một túi em mơ. Đây là một giống lúa mì được trồng ở Ai Cập cổ đại vào thời điểm đó. Một nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen đã dịch được dòng chữ trên giấy cói về cách xác định giới tính của đứa trẻ như sau. Nếu các hạt trong túi nảy mầm thì đích thị người phụ nữ đó đã có thai. Túi lúa mạch mà nảy mầm thì sẽ đẻ con trai, còn nếu ngược lại túi lúa mì nảy mầm trước thì sẽ đẻ con gái. Còn nếu mà cả hai túi đều không nảy mầm thì có nghĩa là cô ấy không có thai. Đương nhiên, đây không phải chỉ là giả thuyết suông đâu nhé. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng nước tiểu của người phụ nữ có thai vào buổi sáng sẽ có nhiều hormone và sẽ kích thích các loại ngũ cốc kỳ nảy mầm, nên có thể đây là một thử nghiệm khá chính xác. Thích váy hở ngực. Không chỉ có những bạn nam và nữ ngày nay là thích những chiếc váy hở ngực khoét sâu táo bạo đâu nhé, mà các cô nàng Ai Cập ngày xưa cũng vô cùng yêu thích những trang phục như vậy. Nó còn được đặt tên là trang phục quốc dân nữa cơ. Nếu muốn biết rõ hơn thì trong bộ phim Nữ hoàng Cleopatra, ta có thể nhìn thấy rõ sự yêu thích của người phụ nữ Ai Cập với những bộ trang phục như thế này. Thời đó, nó không được gọi là áo hai dây mà được gọi là kalashiris, một chiếc váy bó sát với một hoặc hai dây và hở ngực. Không chỉ có nữ hoàng hay là các cô nàng quyền quý mới có thể mặc kalashiris, mà các phụ nữ của tầng lớp bình thường, các nữ tu sĩ đều có thể diện nó lên người. Không chỉ có thể thấy trên phim, trên tranh vẽ nữ hoàng Nefertari và một số bức tranh thời kỳ này khắc họa những người phụ nữ, cũng có thể dễ dàng nhận thấy thứ họ diện là kalashiris. Bia ngang tiền tệ. Bia là thứ thức uống không thể thiếu trên bàn nhậu của các anh chị em chúng ta ngày nay đúng không nào? Vui nhậu, buồn nhậu, không vui không buồn cũng có thể nhậu. Còn đối với người Ai Cập, bia còn chiếm một vị trí đặc biệt hơn nữa cơ. Họ tin rằng Osiris, một vị thần của thế giới bên kia, đã dạy họ cách nấu bia từ lúa mạch. Bia cổ đại khác hoàn toàn bia ngày nay với những đặc thù như là đặc như sữa, chua, hơi đắng và có khả năng làm dịu cơn khát tức thì. Không chỉ dùng để uống, bia và bánh mì còn được trả cho các binh sĩ, quan chức và những người xây dựng kim tự tháp. Ngay cả các vị vua Ai Cập cũng đã thực hiện một cam kết bằng văn bản khi kết hôn.
rằng họ sẽ tặng 10 miếng bánh mì và 2 lọ bia cho vợ của họ mỗi ngày. Giờ thì các bạn thấy bia có giá chưa? Các bạn cảm thấy chủ đề của ngày hôm nay như thế nào? Có đủ hay ho và hấp dẫn hay chưa? Nếu muốn tìm hiểu về một chủ đề nào đó thú vị hơn, hãy comment ngay bên dưới cho Thế kỷ 22. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!